tin giáo sứ Thới Hòa, đại hội các gia đình trẻ của giáo phận Phú Cường, hưởng ứng đại hội gia đình thế giới do Đức Thánh Cha Phan Xích Cô mời gọi với chủ đề tin mừng của gia đình, niềm vui cho thế giới, một chủ đề mà chính Đức Thánh Cha Phan Xích Cô đã chọn và được sự ủy nhiệm của Đức Cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, ban một vụ hôn nhân gia đình giáo phận đã long trọng tổ chức đại hội gia đình giáo phận tại giáo sứ Thới Hòa giáo hạt Bến Cát vào sáng Chủ nhật ngày 30 tháng 9 năm 2018. Đây là lần tổ chức đầu tiên của giáo phận. Ngay từ sáng sớm, hơn 300 cặp gia đình trẻ đã kết hôn từ 1 năm đến 15 năm, đã tệ tự về nơi đây để tham dự đại hội. Dù rằng đến 7 giờ 30 chương trình mới bắt đầu, nhưng ngay từ sau 7 giờ, khuôn viên giáo sứ đã lần lượt chào đón các cặp vợ chồng và cả con nhỏ từ các giáo sứ như Bình Long, Tây Ninh, Tân Hội. Với sự đón tiếp nồng nhiệt và ân cần của ban tổ chức do cha Đa Minh Trạch Cao Xuân Khải, cha chánh xứ giáo xứ Thới Hòa, làm trưởng ban đã làm cho tâm hồn mọi gia đình đều vui vẻ hơn và hứng khởi hơn với dàn trống chào mừng mỗi khi có đoàn khách tiến vào khuôn viên nhà thờ. Sau phần khai mạc ngắn gọn của cha Đa Minh Trạch là phần giới thiệu làm quen giữa các gia đình để tạo nên tình thân ái và gắn kết với nhau mở đầu buổi sinh hoạt, cha Đa Minh Trạch đã giúp cho các gia đình trẻ thấy được đâu là điểm tựa của gia đình hôm nay. Với phần chia sẻ của mình, cha Đa Minh Trạch đã giúp cho mỗi gia đình đều biết rằng khi ánh sáng của mỗi gia đình được thắp lên thì đó là điểm tựa của mỗi gia đình. Bởi vì ánh sáng mỗi gia đình thắp lên đó chính là lời Chúa. Vì lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Và cha Đa Mân Trạch cũng khuyên nhủ mỗi gia đình, để luôn luôn được hạnh phúc thì đừng bao giờ để mọi ngày kết thúc mà chưa làm lành với nhau, nhất là đối với các đôi vợ chồng trẻ. Và trong đại hội ngày hôm nay, ngoài phần hướng dẫn về sống tin mừng theo lời Chúa trong cuộc sống gia đình, do các cha phụ trách hướng dẫn, các gia đình tham dự còn được nghe phần chia sẻ của cha Du Xe Hoàng Ngọc Dũng và nhóm tư vấn tâm lý thuộc Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Gia đình trẻ và việc giáo dục con cái trong xã hội hôm nay. Để các gia đình và các thành phần tham dự được hưởng ân xá trong dịp đại hội, theo ân ban của Đức Thánh cha Francisco, Cha Joan Lê Quang Tuyến, phụ trách tòa án hôn phối giáo phận đã hướng dẫn mỗi gia đình thực hiện nghi thức sám hối, gia đình giao hòa với Chúa và với nhau và lãnh nhận bí tích hòa giải. Sau phần thảo luận và học hỏi về chủ đề Gia đình sống tin mừng, niềm vui cho thế giới, đúng 12 giờ, thánh lễ tạ ơn và bế mạc được Đức Cha Du Nguyễn Tấn Tước chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài còn có quý cha trong ban mục vụ hôn nhân gia đình giáo phận và quý cha trong và ngoài giáo hạt Bến Cát. Trong bài chia sẻ của mình, Đức Cha Du đã mời gọi và nhắc nhở mỗi gia đình rằng Mỗi gia đình đừng nghĩ rằng lời cầu nguyện của mình, mỗi buổi suy ngẫm lời Chúa của mình thì sẽ không được nhiều ơn như các cha, các tu sĩ và không được thành thánh. Nhưng hãy nhớ rằng, mỗi người linh mục, mỗi tu sĩ đều được sinh ra trong mỗi gia đình thường xuyên đọc kinh cầu nguyện, thường xuyên suy ngẫm lời Chúa, nhất là đọc kinh tối sáng hàng ngày. Đức Cha Du cũng chia sẻ với mỗi gia đình rằng, Việc nhỏ mà được làm bằng cả tấm lòng cũng trở nên việc to. Chuyện to nhưng yêu thương tôn trọng nhau cũng trở nên chuyện nhỏ. Ngài cũng mong muốn rằng gia đình nhỏ của chúng ta sẽ luôn thờ phượng Chúa, phó thác mọi sự vào Chúa, kính sợ Thiên Chúa và tôn trọng yêu thương nhau đến mãi muôn đời. Kết thúc đại hội, Đức Cha Du Xe ưu ái trao ban phép lành cho mỗi gia đình.